Tiêu à, bữa đó về lọc đồ ra toàn là ớt hiểm, là ớt gì đâu, ớt chia đâu chết luôn. Rồi nhìn lên nè. Oh,
cái đi, chào. Trang điểm cái gì không thích không? Đẹp. Rồi. Thích. Rồi có giới thiệu ai cho anh Tâm không? Dạ có, còn mấy đứa cháu nhà đó. Nói mọi người có gì đến ủng hộ cứ miễn tâm vậy đó. Mọi người cứ đến ủng hộ. Đội ơn em rồi, về đi mà nội. Cảm ơn. Có chân đụng đầu rồi.